Chào mừng quý vị và các bạn đến với tin nóng Euro 2024. Sau đây chúng ta cùng điểm qua một vài trận đấu đáng chú ý vừa mới diễn ra. Những kỷ lục bị xô đổ sau vòng bảng Euro 2024. Ronaldo trở thành cầu thủ duy nhất thi đấu 6 kỳ Euro kể từ năm 2004. Anh còn là đội trưởng lớn tuổi nhất với 39 tuổi 142 ngày sau trận Bồ Đào Nha thua Georgia 0-2. Bên cạnh đó, CR7 cũng là cầu thủ lớn tuổi nhất kiến tạo, 39 tuổi 138 ngày, giúp Bruno Fernandes ấn định chiến thắng 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, Ronaldo còn nắm giữ một loạt kỷ lục ở Euro như số bàn thắng 14, kiến tạo 7, số trận thi đấu 28, phút thi đấu 2.399, số bàn từ phạt đền 3. Tất cả các thông số của Ronaldo dự kiến tiếp tục tăng khi Bồ Đào Nha sẽ gặp Slovenia ở vòng 1/8. Đội trưởng trẻ nhất thuộc về Dominik Szoboszlai của Hungary ở 23 tuổi 243 ngày trong trận thua Thụy Sĩ 1-3 ngày ra quân bảng A. Tiền vệ Liverpool là minh chứng thực tế rằng không nhất thiết phải lớn tuổi mới trở thành người lãnh đạo đội tuyển. Kỷ lục cũ 24 tuổi 171 ngày thuộc về Josep Bergomi khi cùng Italy gặp Đức năm 1988. Tiền đạo Tây Ban Nha Lamine Yamal, số 19, trở thành cầu thủ trẻ nhất thi đấu tại Euro với 16 tuổi 338 ngày trong trận thắng Croatia 3-0 ở lượt ra quân bảng B. Kỷ lục trước đó thuộc về Kasper Kozlowski của Ba Lan khi 17 tuổi 246 ngày ra sân trong trận hòa Tây Ban Nha 1-1 ở vòng bảng 2020. Huấn luyện viên Tây Ban Nha Luis de la Fuente nhận xét Yamal liên tục phá kỷ lục và cần tiếp tục vươn lên. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ trở thành một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cầu thủ lớn tuổi nhất ra sân là Pepe ở 41 tuổi 117 ngày trong trận Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 ở lượt hai bảng F. Anh phá kỷ lục 40 tuổi 86 ngày của thủ môn Hungary Gabor Kirali lập tại kỳ 2016. Trung vệ sinh năm 1983 còn nắm giữ kỷ lục cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại UEFA Champions League khi 40 tuổi 254 ngày vào mùa 2023-2024. Với 38 tuổi 289 ngày, Luka Modric trở thành cầu thủ nhiều tuổi nhất ghi bàn tại Euro khi Croatia hòa Italy 1-1 ở lượt cuối bảng B. Modric phá vỡ kỷ lục của cựu tiền đạo áo Ivica Vastic ở 38 tuổi 257 ngày trong trận hòa Ba Lan 1-1 tại vòng bảng 2008. Nhưng niềm vui trọn vẹn không đến Modric khi Croatia sớm dừng bước từ vòng bảng. Tôi muốn thi đấu mãi mãi nhưng có lẽ đến lúc phải treo giày, ngôi sao của Real Madrid cho hay. Julian Nagelsmann là huấn luyện viên trẻ nhất lịch sử Euro khi cầm quân ở 36 tuổi 327 ngày trong trận Đức thắng Scotland 5-1 tại lượt ra quân bảng A. Kỷ lục cũ thuộc về cựu huấn luyện viên Slovenia Sreko Katanec với 6 ngày nhiều hơn. Bàn thắng nhanh nhất Euro ở giây 23 thuộc về Nedim Bajrami khi mở tỷ số cho Albania trong trận thua Italy 1-2, phá kỷ lục 1 phút 7 giây trước đó của Dmitry Kirichenko của Nga trong trận thắng Hy Lạp 2-1. Trong khi đó, bàn muộn nhất được ghi ở 99 phút 32 giây thuộc về Kevin Cobot giúp Hungary thắng Scotland 1-0 tại lượt cuối bảng A. Pha lập công ở phút bù thứ tư hiệp 2 của Sentosan, số 9, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ trước Cộng hòa Séc, đồng thời giúp kỳ 2024 lập kỷ lục 10 bàn ghi sau phút 90, không tính hiệp phụ. Thống kê có thể tăng thêm khi giải còn 15 trận đấu. Con số cao nhất trước đó là 9 bàn ở Euro 2016. Pháp trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Euro và World Cup chắc chắn vượt qua vòng bảng mà không cầu thủ nào ghi bàn. Trước khi Mbappe ghi bàn trong trận hòa Ba Lan 1-1 ở lượt cuối, Pháp đã chắc chắn đi tiếp với 4 điểm. Bàn thắng duy nhất giúp đội thắng áo 1-0 ở lượt đầu tiên là do Maximilian Gober phản lưới. Sau đó, đội hòa Hà Lan 0-0. Ba kỷ lục đáng chú ý khác, có Arda Güler của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong trận ra mắt Euro với 19 tuổi 114 ngày khi nâng tỷ số lên 2-1 trong trận thắng Georgia 3-1. Anh xô đổ thành tích 19 tuổi 128 ngày của Ronaldo lập năm 2004. Tiền vệ Anh Jude Bellingham là cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở hai vòng chung kết Euro khi 20 tuổi 353 ngày, vượt qua cột mốc 21 tuổi 109 ngày của tiền vệ Đức Jamal Musiala. Việc hạ Scotland 5-1 giúp Đức trở thành đội thắng đậm nhất ở trận mở màn Euro. Nhưng Euro cũng có những kỷ lục không mong muốn. Nổi bật là trận Cộng hòa Séc thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-2, ghi nhận số thẻ phạt kỷ lục, gồm 18 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ. Kỷ lục trước đó là 10 thẻ phạt, thuộc về trận Pháp thua Bồ Đào Nha 0-1 ở chung kết 2016, Italy thắng luân lưu Hà Lan 3-1 ở bán kết 2000 và Đức thắng Séc 2-0 tại vòng bảng 1996. Cộng hòa Séc cũng trở thành đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử Euro với 5 lần. Ukraine trở thành đội đầu tiên giành 4 điểm nhưng không vượt qua vòng bảng kể từ khi Euro tăng lên 24 đội vào năm 2016. Ba đội còn lại bảng E là Romania, Bỉ và Slovakia cũng có 4 điểm, nhưng Ukraine xếp cuối do hiệu số bàn thắng bại thấp nhất. Chơi có trách nhiệm, chọn nơi uy tín. Truy cập ngay tề.mi/kto
nhận ngay 50k miễn phí trải nghiệm